Công ty Amway Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trên toàn quốc với mong muốn giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn. Chương trình hợp tác này nhằm tiếp tục thực hiện kế hoạch mở rộng các hoạt động trách nhiệm xã hội của đơn vị, tiếp nối sứ mệnh phụng sự cộng đồng. Chương trình gồm hai giai đoạn được triển khai trong năm 2024 và 2025. Hoạt động của hai năm này thì triển khai đa dạng phong phú trong ba cái hướng. Một là triển khai tặng bồn nước, máy lọc nước cho 4 tỉnh Cần Thơ, An Giang, Trà Vinh và Tây Ninh. Hai là hỗ trợ cải tiến nâng cấp cái website trang thông tin điện tử Trung ương Đoàn. Và ba là tặng 400 bản đồ theo cuộc vận động Tự hào một dải non sông do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động. Đối với Amway Việt Nam, việc phối hợp thực hiện các chương trình cùng với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đó là niềm vinh dự, đó là hạnh phúc và cũng là trách nhiệm của chúng tôi để đóng góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng và cho xã hội. Nhiều năm qua, Amway Việt Nam đã thực hiện hơn 30 chương trình phụng sự cộng đồng trên cả nước với số tiền gần 33 tỷ đồng, qua đó giúp đỡ cho hàng trăm ngàn người dân Việt Nam bằng các hoạt động thiết thực và cụ thể.